Đời bi kịch của danh ca lừng lẫy Việt Nam từng uống thuốc từ tử vì tình. Ca sĩ Ai Vân vốn là con nhà nòi khi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ bà là nghệ sĩ cải lương A Liên, bố là ông Hà Quang Định, một trong những chủ hãng phim của tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Với bệ phóng vững chắc, nữ ca sĩ được bố mẹ hỗ trợ hết mực khi theo đuổi ca hát. Bà từng tốt nghiệp nhạc viện Hà Nội và trở thành ca sĩ nhạc nhẹ thành công ở miền Bắc. Thời điểm đó, giọng hát của bà được đánh giá cao về kỹ thuật, có chất riêng và thường xuyên được phát trên các đài phát thanh của thành phố. Dù được đông đảo công chúng yêu mến tại quê nhà, nhưng Ai Vân bất ngờ khi sang Đức du học ngành đạo diễn sân khấu theo dạng ký kết giữa hai nước. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 1989, với sự kiện bức tường Berlin sụp đổ gây ra nhiều trở ngại khiến ước mơ của bà gián đoạn. Tôi rất kỳ vọng, nhưng chuyển đi vì không muốn. Mình cứ mãi là một nghệ sĩ trình diễn, tôi muốn làm đạo sĩ sân khấu. Sau khi giải nghệ hoặc sự phát nghiệp, ca hát không còn như trước. Trước đó tôi từng đoạt giải trong liên hoan âm nhạc quốc tế, nên giới nghệ thuật bên Đức cũng biết đến mình. Danh ca Ai Vân chia sẻ, tuy nhiên bà cho biết mình dường như sụp đổ khi nghe tin kế hoạch du học bất ngờ, khả thi. Do thể chế Đức đã thay đổi, tôi bị sốc khi dành cả năm trời để kỳ vọng cho kế hoạch tương lai. Cộng thêm tình duyên của tôi bi đát, tôi không muốn con đường nào để giải thoát nên quyết định uống thuốc từ từ. Rất may, bà Vũ trong nhà đã phát hiện và đưa tôi đi nhà thương để rửa ruột, giọng ca Lý Cây Đa nói. Thật ra du học chỉ là một trong những nhiều lý do khiến nữ ca sĩ đột ngột từ bỏ ánh hào quang. Cuộc hôn nhân bi kịch đã khiến bà trở nên tuyệt vọng khi không thể tìm thấy sự giải thoát cho mình. Bà nghẹn ngào kể về người chồng cũ. Chuyện tình duyên của tôi rất lận đận, người đó rất có tài, giỏi giang trong chuyện. Vợ chồng thì khác. Những lúc vui thì không sao, còn những lúc không vui, vừa ý thì xem mình trả ra cái gì, như con chó con mèo trong nhà. Nghệ sĩ mà, tôi không muốn đời tư của mình phơi bày, nhưng cũng không muốn người ta đối xử với mình trên sân khấu. Tôi nghĩ cách tốt nhất là nên chia tay, còn không chia tay một cách bình yên thì tôi sẽ chạy trốn. Đó là lý do tôi rời Việt Nam, theo sự nghiệp của mình đang trên đỉnh cao, nữ ca sĩ tiết lộ. Sau đó, khi tình hình ổn định, bà bay mắn được sang Đức, nhưng vẫn phải để lại con trai 4 tuổi ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi Đông Đức và Tây Đức sát nhập, ngôi trường của nữ ca sĩ theo học cũng phải ngừng hoạt động. Ai Vân cho biết bà dường như gục ngã trước sự trở trêu của số phận. Sau đó, nữ ca sĩ quyết định vượt biên từ Đông Đức sang Tây Đức để tìm cơ hội cho chính mình. Thời điểm này, bà thừa nhận may mắn khi vượt Ải Xuân Sẻ và được chính phủ cho sống trong trại tị nạn. Cơ hội đến khi Ai Vân được Việt Kiều nhận ra và mời hát trong một chương trình do vợ chồng ông tổ chức. Thời điểm này, ca sĩ Duy Khánh cũng về từ Việt Nam, nên cả hai kết hợp biểu diễn trong một quán bar. Từ đây bà bắt đầu đi hát trở lại và nhanh chóng thành công vang dội tại thị trường hải ngoại. Ánh hào quang lần nữa tìm đến Ai Vân khi bà được một bộ show giới thiệu cho Trung tâm Thùy Nga. Sau khi nghe giọng hát của nữ ca sĩ, phía này đã mời hợp tác và giúp cuộc đời của bà sang trang mới. Đến năm 1994, nghệ sĩ Ai Vân cùng người chồng sang Mỹ định cư. Tại đây bà cũng thường xuyên hòa thân thành nhiều nhân vật khác, các tuồng tích nổi tiếng của dân gian Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.